Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, đến 16 giờ ngày hôm nay 21 tháng 11, tỉnh Điện Biên ghi nhận 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số 14 ca mắc mới có 2 ca tại thành phố Điện Biên Phủ, gồm một nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền có địa chỉ tại phường Thanh Bình, yếu tố dịch tễ tham gia chống dịch tại xã Na Tông, huyện Điện Biên, và một bệnh nhân trú tại tổ 10 phường Nong Bua, công tác tại trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh. Trước đó tại đây đã ghi nhận 1 ca bệnh mắc COVID-19. Tại huyện Mường Nhé có 4 ca bệnh, trong đó có 1 ca trú tại bản Mường Tong 3, xã Mường Tong, có tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng chưa cách ly. 2 ca bệnh khác đều trú tại bản Nậm Xả, xã Mường Tong đã được cách ly tập trung và một bệnh nhân ở bản Nậm Sim, xã Trung Trải, huyện Mường Nhé. Bệnh nhân có liên quan đến đoàn khách Hà Nội lên dự đám cưới tại bản có 6 người được xác định mắc COVID-19. Tại huyện Điện Biên tiếp tục ghi nhận 7 ca bệnh tại các xã Mường Nhà, Na Tông và Thanh Sương đều đã được cách ly tập trung. Tại huyện Tùa Chùa, sáng nay có thêm 1 ca bệnh trú tại bản Phô, xã Trung Thu là lao động tự do từ Bắc Ninh trở về địa phương, được cách ly tập trung từ ngày 18 tháng 11 năm 2021. Tính từ ngày 1 tháng 11 đến 16 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2021, tỉnh Điện Biên ghi nhận 317 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó huyện Điện Biên 222 ca, huyện Tùa Chùa 3 ca, huyện Mường Nhé 24 ca, huyện Nậm Pồ 2 ca, huyện Mường Trà 2 ca, huyện Điện Biên Đông 7 ca, thành phố Điện Biên Phủ 52 ca và 5 bệnh nhân nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hôm qua 20 tháng 11, đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với huyện Mường Nhé, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tính đến 18 giờ ngày 20 tháng 11, tại huyện Mường Nhé có 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 7 ca ghi nhận tại cộng đồng, 13 ca ghi nhận trong khu cách ly. Đặc biệt, ngày 20 tháng 11 phát hiện thêm ổ dịch mới tại bản Nậm Xin, xã Trung Trải với 2 ca dương tính là học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Trung Trải. Ngay khi phát hiện các ca dương tính, huyện Mường Nhé đã tiến hành truy vết một cách khẩn trương, thần tốc, phát hiện 245 F1, 410 trường hợp F2. Riêng đối với ổ dịch mới tại xã Trung Trải, ngày 20 tháng 11 truy vết được 21 trường hợp F1. Đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo huyện Mường Nhé tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác khoanh vùng dập dịch, trong đó lưu ý đối với công tác truy vết, lấy lực lượng y tế chủ đạo, công an, quân sự hỗ trợ, tiến hành test nhanh tại cộng đồng nơi có dịch, phát hiện sớm các ca dương tính, tránh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, huyện Mường Nhé phải đảm bảo tốt các điều kiện tại khu cách ly tập trung, công tác hậu cần, công tác phòng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, vấn đề bảo vệ môi trường. Trong trường hợp cấp bách, có thể thực hiện cách ly, điều trị tại chỗ theo mô hình mới của tỉnh đã được thực hiện tại huyện Điện Biên. Trong thời điểm này, huyện Mường Nhé cần phải phát huy tốt vai trò của các đoàn thể từ huyện đến xã, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ chung tay phòng chống dịch. Chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân phối hợp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Trước đó, đêm 19 tháng 11, đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống dịch tại bản Nậm Xin, xã Trung Trải. Sáng nay 21 tháng 11, đồng chí Bí thư Huyện ủy Điện Biên tiếp tục đi kiểm tra một số điểm cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện và tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đến kiểm tra điểm cách ly y tế tập trung tại trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Na Ư, hiện đang cách ly hơn 100 trường hợp F1 là học sinh và giáo viên của trường tiểu học và trung học cơ sở. Lãnh đạo huyện đã hỏi thăm động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng chức năng tại khu cách ly, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tiếp tục thực hiện đúng đủ các quy định của khu cách ly y tế tập trung để phòng tránh lây nhiễm chéo, chủ động và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo hiệu quả trong phòng chống dịch. Kiểm tra trạm y tế lưu động bản Hua Thanh, xã Na Ư, nơi điều trị cho 21 ca F0 là học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Na Ư, lãnh đạo huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác điều trị và chăm sóc những ca bệnh F0 của các y bác sĩ tại trạm y tế lưu động, đồng thời mong muốn các y bác sĩ tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn, chữa trị cho các ca bệnh theo đúng phác đồ điều trị, làm tốt công tác tư tưởng để các cháu nhỏ yên tâm điều trị khỏi bệnh, sớm trở về với gia đình. Đến kiểm tra khu cách ly y tế tại trường tiểu học, trung học cơ sở xã Pomlot và trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp huyện Điện Biên. Hiện ba điểm này đang thực hiện cách ly y tế gần 200 trường hợp F1 của các xã Núa Ngam, Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Chăn và Thanh Sương. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Huyện ủy Điện Biên đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong việc sàng lọc,
phân tuyến cách ly để người dân yên tâm cách ly phòng dịch vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời giao nhiệm vụ cho các khu cách ly cần tiếp tục tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình cách ly của Bộ Y tế. Bên cạnh đó cần làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, chất thải y tế theo đúng quy định, giữ vững an ninh trật tự tại các khu vực cách ly. Sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế đã đi kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số điểm tiêm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Qua kiểm tra tại điểm tiêm chủng phường Tân Thanh, Him Lam, Thanh Bình và phường Nông Bua, các điểm tiêm bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, đo thân nhiệt, đo huyết áp cho người đến tiêm. Quy trình tiêm được sắp xếp theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tại các điểm tiêm chủng, lãnh đạo Sở Y tế đánh giá cao việc chuẩn bị chu đáo, sắp xếp khoa học, đảm bảo theo đúng quy định. Để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ y tế cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hỗ trợ của phường, ra soát, lập danh sách và thông báo cho các đối tượng tiêm chủng đến theo các khung giờ khác nhau, tổ chức phân luồng hướng dẫn cho người đến tiêm chủng giữ khoảng cách an toàn, bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực, trang thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm khi xảy ra phản ứng nặng sau tiêm chủng. Đặc biệt các trường hợp có biểu hiện ho, sốt cần test nhanh. Đối với những trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tại nhà, đến thời gian tiêm mũi 2, đề nghị các phường thông báo cho các trường hợp này ở tại nhà sẽ có nhân viên y tế đến tận nhà để tiêm, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, để tổ chức tiêm chủng đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch và an toàn, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai nhiều biện pháp để vừa đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo công tác an toàn trong tiêm chủng, quy trình tiêm chủng tại các điểm tiêm được thành phố Điện Biên Phủ thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các điểm tiêm được bố trí theo quy tắc một chiều từ bàn đón tiếp, hướng dẫn đến khu vực chờ trước tiêm, bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng. Bên cạnh đó, nhân lực được bố trí đầy đủ, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, thành lập đội cấp cứu xử trí phản vệ, sẵn sàng xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu phản ứng sau tiêm. Trước cái diễn biến tình hình dịch COVID hiện nay đang rất là phức tạp, thì cùng với lại kết hợp với rất là nhiều công việc của trạm như là truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của các trường hợp mà cộng đồng cũng như là đại diện hộ gia đình, rồi là lấy mẫu các F1 tại nhà, thì tiếp sau là có các cái chương trình tiêm chủng cái đợt 16 để đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch, thì trạm y tế đã phối hợp với ban chỉ đạo của phường lên kế hoạch phân luồng tại các điểm tiêm, tại điểm tiêm và để giữ khoảng cách cho người đến tiêm, thì trạm y tế và ban chỉ đạo phường đã phân luồng thành hai điểm, một điểm bên nhà văn hóa phường là phân luồng khám sàng lọc, sau đó đưa sang trạm y tế phường để tư vấn trước tiêm và theo dõi sau tiêm. Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đợt tiêm chủng vaccine đợt thứ 16, thì sau khi nhận được cái kế hoạch của thành phố, thì ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của phường cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch. Đồng thời, chúng tôi đã tổ chức và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận luôn thực hiện công tác phối hợp với trạm y tế phường để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cũng như là tiêm phòng dịch trên địa bàn. Đồng thời là cũng thông báo cho các cái tổ dân phố bản tuyên truyền, rồi huy động người dân đến tiêm đầy đủ theo đúng kế hoạch, và chúng tôi cũng đã phân công cái khung giờ theo cái thời gian nhất định cho từng phố bản để hạn chế được cái số lượng người đến tiêm, đảm bảo về cái tốt nhất về cái công tác phòng chống dịch. Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố liên tục ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19, khiến cho nhiều người dân lo lắng. Việc được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời điểm hiện tại đã đáp ứng được mong mỏi của người dân. Chính vì vậy, ngay từ đầu giờ sáng, tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố, người dân đã đến tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước là tôi tiêm ở dưới Nam Thanh, nhưng mà bây giờ thì tôi chuyển lên trên này, nên là hôm nay tôi được tiêm và thấy cái bố trí trên phường này rất là cẩn thận, mà rất là hợp lý. Nói chung là cảm thấy người dân cũng yên tâm trong cái đợt phòng chống dịch này. Cảm ơn trên thành phố này, cảm ơn bên phòng chống dịch này, cảm ơn anh chị em trong đội tiêm phòng này, rất là nhiệt tình để phân tích cho người dân, nên là chúng tôi rất là yên tâm. Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11, thành phố Điện Biên Phủ sẽ triển khai chiến dịch tiêm phòng COVID-19 đợt 16 cho người dân 8 phường, xã tại 5 điểm tiêm cố định và 1 điểm tiêm lưu động tại phường Mường Thanh.
Trong đợt tiêm này, thành phố được cấp gần 8.700 liều vaccine AstraZeneca và Comirnaty Pfizer để tiêm cho người dân. Sở Y tế Điện Biên khuyến cáo, khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, cần gọi điện ngay cho đường dây nóng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, hoặc gọi đến đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên, hoặc đến trạm y tế xã, phường, thị trấn. Người dân sẽ được tư vấn và xét nghiệm miễn phí SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng trong việc giám sát người từ các vùng dịch trở về địa bàn, người thực hiện cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Đây là những giải pháp chủ động mà Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Mường Ảng triển khai để ứng phó với dịch sau khi các địa phương trong tỉnh liên tiếp ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng. Khi một số xã của thành phố Điện Biên Phủ giáp danh với huyện Mường Ảng ghi nhận các ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, Tổ giám sát COVID cộng đồng phố 4 thị trấn Mường Ảng đã tăng cường công tác tuyên truyền giám sát, nắm bắt, kiểm soát di biến động dân cư, nhất là công dân từ các địa phương vào địa bàn và lao động trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Tổ có 6 thành viên, hàng ngày đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng đối tượng để kiểm soát người ra vào khu dân cư, góp phần kiểm soát tốt khi có dịch xảy ra. Cái trách nhiệm của tổ COVID cộng đồng chúng tôi đấy là có cái trách nhiệm là nắm bắt trước hết là công dân của mình đi rồi các người ở đâu đến là chúng tôi phải nắm bắt kịp thời, nhất là những cái vùng có dịch mà về địa phương. Sau khi là Điện Biên đấy phát sinh ra một số những cái trường hợp là liên quan đến cái COVID thì địa phương lại tăng cường và tổ dân phố chúng tôi lại tổ chức là tăng cường hoạt động để mà nắm bắt được cái tình hình ở tổ dân phố mình hàng ngày hàng giờ, có cái gì biến động là phải báo cáo lên với Ban Chỉ đạo của thị trấn. Với quyết tâm giữ vùng xanh an toàn cho sản xuất, kinh doanh và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Mường Ảng đã củng cố phát huy hiệu quả của 118 tổ COVID cộng đồng, tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát người, phương tiện vào địa bàn, nhất là người dân đi đến trở về từ các vùng có cấp độ tương ứng từ cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4, kịp thời thông tin sớm nhất cho Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch các cấp để kiểm soát dịch ngay tại cơ sở. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Điện Biên và đặc biệt trong những ngày qua là thành phố Điện Biên đang xảy ra hết sức phức tạp. Và đây cũng là cái mối lo của các huyện nói chung và đặc biệt đối huyện Mường Ảng nói riêng, bởi vì chúng tôi là giáp địa bàn thành phố. Và để chủ động với việc này thì Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy của huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo đối với lại các cấp cơ sở, đặc biệt là phát huy cái vai trò của tổ COVID cộng đồng, giám sát chặt chẽ các công dân, cán bộ công chức viên chức ra khỏi địa bàn huyện để nắm được cái lịch trình đi lại của các công dân và yêu cầu khi về phải khai báo. Và đặc biệt là ngày 5 tháng 11 năm 2021, trước tình hình dịch bệnh của huyện Điện Biên thì Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch của huyện Mường Ảng cũng đã kịp thời ra văn bản chỉ đạo khuyến cáo bà con nhân dân và cán bộ công chức viên chức là hạn chế ra khỏi địa bàn. Đối với chính quyền địa phương ấy thì họ thường xuyên đến nhắc nhở gia đình cũng như là cộng đồng thực hiện tốt đúng 5K của Bộ Y tế, rất chặt cái kiểm soát nhân khẩu ra vào của địa phương đó, thường xuyên và sát sao đến các gia đình. Nếu mà có người thân nào người xa đến thì chính quyền địa phương cũng như là gia đình động viên cũng đi khai báo y tế ở cơ sở y tế gần nhất để phòng chống dịch. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Mường Ảng, tính đến hết ngày 20 tháng 11, trên địa bàn huyện Mường Ảng có gần 15.000 công dân đi làm ăn xa trở về địa phương. Để kiểm soát dịch, huyện đã thực hiện cách ly tập trung trên 510 trường hợp, cách ly y tế hơn 20 trường hợp và cách ly tại nhà hơn 2.600 trường hợp. Việc phát huy hiệu quả tổ COVID cộng đồng, chủ động kiểm soát người đi đến trở về địa bàn từ các vùng có dịch và giám sát đối với người thực hiện cách ly tại nhà đang là những giải pháp hữu hiệu để huyện Mường Ảng ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19. Trong những ngày qua, số lượng ca mắc COVID-19 mới đang gia tăng tại nhiều địa phương trong tỉnh Điện Biên. Nhận thức rõ mức độ lây lan nhanh và nguy hiểm của dịch bệnh, nhiều người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ chính mình cũng như cộng đồng, chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay và đặc biệt sử dụng máy phun để khử khuẩn tiền.
Đây là cách làm hàng ngày của bà Cao Thị Minh, tiểu thương ở phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ để phòng chống dịch COVID-19 cho bản thân cũng như khách đến mua hàng và những người xung quanh. Thường xuyên tiếp xúc với mọi người thì trong cái việc phòng chống dịch này thì mỗi một lần một người đến khách mua hàng đến thì là phải xịt tay khử khuẩn và có bình phun. Xong đâu vào đấy cái mọi người ra về thì cũng phải có bình phun vào tiền và tất cả các đồ dùng xong mới lại cất đi và xịt tay khử khuẩn cẩn thận, có kính chắn giọt nước rồi thì có bình phun, làm thế để cho nó đảm bảo cho mình và cho cả mọi người. Tôi thấy là cái quy trình mua hàng này thì tuy là hơi có rườm rà một tí nhưng mà tuy nhiên thì để đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch ấy, thì tôi thấy là rất chi là an toàn và hiệu quả, thì mong là các người dân cũng cứ thực hiện đúng và đủ biện pháp 5K này để tất cả mọi người cùng phòng chống dịch được tốt hơn ạ. Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới trên địa bàn ngày một tăng, nhưng người dân không còn hoang mang lo lắng, mà thay vào đó mọi người đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch ở nhà, cũng như khi đến những nơi đông người như chợ, siêu thị. Trong cộng đồng dân cư ở các bản, tổ dân phố, phường, xã, những thông tin về dịch COVID-19 và các biện pháp cần thiết để phòng dịch đều được các cấp ủy chính quyền theo dõi và nắm bắt kịp thời, từ đó tuyên truyền cho người dân biết để cùng chung tay phòng chống dịch. Bất kể giờ giấc, thời gian, công văn của trên có đưa xuống lúc nào là chúng tôi sẽ triển khai đến tận từng các cái nhà và đồng thời cũng đã giám sát cái việc cách ly tại nhà cũng như là khuyến cáo nhân dân không được tụ tập đông người và tất cả các cái cuộc họp của phố cũng như là của tổ dân cư là đều phải tạm thời coi như là hoãn, không sinh hoạt nữa mà chủ yếu là triển khai bằng điện thoại, Zalo và bằng văn bản để cho bà con thực hiện tốt và tuyên truyền khuyến cáo các cái trẻ em không tụ tập chơi ở các cái đường ngang ngõ xóm và đông người và cũng ra đường là đeo khẩu trang. Đối với trường hợp F1, F2 đang cách ly tại nhà thì tổ dân phố cùng với ban lãnh đạo của phường xuống kiểm tra cái cơ sở vật chất của các ngành chức năng và đưa cho các gia đình họ ký cam kết đảm bảo coi như là cách ly cho những người F1 và có cái phòng coi như là biệt lập. Thế và có những vấn đề gì thì ngành chuyên môn coi như là thường xuyên xuống kiểm tra, sẽ tư vấn và kiểm tra lấy mẫu và bà con cũng đã ý thức được là cái dịch bệnh COVID này, cái đợt này nó bùng phát là nó diễn biến hết sức phức tạp và hết sức là nguy hiểm. Cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, lực lượng chức năng, ý thức cũng như sự tự giác của mỗi người dân sẽ là lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch. Vì vậy, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên nói riêng, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa việc tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Nhanh chóng liên hệ trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn khi có các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Đặc biệt, người dân không nên chủ quan, kể cả khi bản thân đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng dịch. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!